làm thế nào để có một đôi chân thon 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 thon. Đương nhiên không phải là nhờ việc ăn cái này. Giờ làm sao để cái vỏ này tự di chuyển vào thùng rác bây giờ? Đi đi. Đây là bài tập của mình. Thực chất nó còn không được gọi là bài tập, nhưng mà nó nhàn, nó có hiệu quả và tốt cho sức khỏe. Còn được bấm điện thoại nữa. Ngoài ra còn là vì ta-da! Chiếc quần mà idol K-pop nào cũng phải có. Nhưng mà nó đỉnh thật. Không phải ngẫu nhiên mà idol nào cũng mặc đâu mọi người. Ai mà hay xem clip của mình thì không còn xa lạ gì với em nó nữa rồi. Hoặc cũng có thể không phải do bài tập hiệu quả, mà do cái quần đẹp. Đương nhiên là mình đùa đấy. Nhân cái tiện đang rảnh, thử luôn em áo mình vừa mới múc được. Chiếc áo quốc dân này thì khỏi phải bàn cãi rồi. Tủ đồ của con gái chắc chắn là phải có một em như thế này. Xuân hạ thu đông, mùa nào cũng mặc được. Quay trở lại nào, khỏi phải nói chứ mỗi ngày chỉ cần nằm bấm điện thoại, không cần tốn sức, lại còn có chân đẹp, bụng phẳng, eo thon, tốt cho cuộc sống. Thì mọi người nhớ phải tập động tác các chân lên tường mà mình chia sẻ đấy. Bởi vì tập xong mọi người sẽ có tự tin để mặc những bộ cánh như thế này, hoặc thậm chí là hơn thế này nữa. Sắp tới mùa hè rồi, phải múc dần mấy em chị vai đi thôi. Để hè tới là chúng ta có đồ thích ứng liền.